Xin chào quý vị và các bạn. Như chúng ta đã biết, vào lúc 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần. Sự ra đi của Bác đã để lại bao tiếc thương cho người dân Việt Nam. Tại Cần Thơ, nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Bích, một nhà báo hưu trí, đã có bài thơ với tựa đề là Sao băng để tiễn biệt người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Có một vì sao băng giữa trời, bay qua cơn bão dậy trùng khơi, và sáng bao trùm muôn thế sự, hương nồng lan tỏa đẫm bao lời. Một thỏ tay chèo ngăn sóng dữ, xóa tan mây xám vắt ngang trời. Nắng quanh cây cỏ bừng xanh lá, nai khúc hoang ca bỗng lặng sầu. Nhắm mắt gửi trao lời nguyện ước, theo ánh sao băng lệ thấm trào. Bão xa khuấy động hồn non nước, nốt nhạc vui rơi giữa khúc ca. Nhớ mãi dáng người, gửi cơn sóng cả, tâm sáng lòng son gửi lại đời. Sống sao cho vẹn kiếp người, cho không hổ thẹn một đời nêu gương. Cần Thơ ngày 21 tháng 7 năm 2024. Sinh thời thì Bác Nguyễn Phú Trọng cũng có nhiều cái phát biểu để đời, và được có một câu được rất là nhiều người tâm đắc: tiền bạc làm gì, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý. Xin cúi đầu thắp nén tâm hương tiễn biệt người, vị lãnh tụ của Việt Nam, một cốt cách của nhà lãnh đạo, vì dân vì nước một đời, không có suy nghĩ riêng cho bản thân mình. Xin cúi đầu tiễn biệt Bác.